lên mẫu luôn đi. Rồi cho Long quay đầu xe đi. Nguyên bộ nó vậy là đẹp ha. Máy là chạy dưới lắm rồi nè. Máy dầu mà, bự ấy bung luôn á. Giọt chứ, 3.600 mà. Có đề luôn. Nó không có mỗi lần lắp. Nguyên bộ đẹp luôn. Nguyên bộ rồi con. À, hết cái dầu mình đang là nó là ăn là rồi em đó, giờ này là con là 60 nè đó vừa luôn ha, nhét cục kia vô cho đẹp ơi, làm mẫu đi rồi nữa là có mẫu mới rồi, ngay vô ngay vô buông ơi buông ơi, rồi đút vô, đút vô lại đi, đút vô từng chân thôi, à đút từng chân thôi để mẫu nó mẫu bự hơn, rồi ngay giữa thôi cho nó gánh vô cái ốc là nó ngay băng à. Ủa, kéo qua bển, kéo bển. Kéo qua. Kéo qua nữa. Rồi. Nè. Nè đây nè. Kéo qua. Rồi, nhận vô đây nè. Nhận vô cái này phải không? Ừ, đó, rồi. Đó. Rồi. Rồi, ok, mẫu thôi, rồi được rồi. Mẫu nó vậy đó. Đẹp. Ê, kéo lên chút chút coi coi còn. Dạ. Đó, vậy đó. Điều luôn, điều luôn. Xe này có đua được không? Được. Nó mẫu này giòn đẹp lắm ha. Con này, con này là bắt là ok luôn. Dạ. Yeah. Inox luôn rồi con, 304 luôn. 304. Inox 304. Dạ, cốt 16 ghê thiệt, rồi rút cái đi em.